công mình để đến tham dự buổi khai trương thương hiệu vàng nữ Talaha của ca sĩ Harry Won và công ty cổ phần Kicking. Bản thân Harry cũng nghĩ và các bạn nữ ai cũng rất là mê về và chính vì điều đó nên Harry hợp tác chung với đối tác công ty Six Inch để làm ra cái giày này. Và hôm nay Harry cảm thấy rất là vui và rất là cảm thấy hài lòng về những cái em bé của mình. Khách hàng mà thương hiệu Talaha nhắm đến là như thế nào thì có thể chia sẻ nhiều hơn một chút không ạ? Thì lúc đầu thì Harry bây giờ thì mới khởi đầu cho nên nó hay muốn là tập trung vào những bạn nào mà tốt nghiệp đại học sau đó thì đi làm việc là độ tuổi là khoảng chừng 25 đến 35 tuổi. Thì tất nhiên là lúc đầu thì mình sẽ bắt đầu cái độ tuổi đó và sau đó thì mình sẽ phát triển hơn. Công ty Shipping xin được chia sẻ về những cái định hướng của công ty trong năm nay. Thực tế cũng giống tất cả các cái tập đoàn bán lẻ khác thì Talaha hướng đến những cái tiêu chí nó rất là đơn giản. Như là sản phẩm chất lượng ok, giá cả hợp lý, mẫu mã đa dạng, nhân viên phục vụ tận tình, uy tín để tạo ra uy tín cho công ty. Tất nhiên thì trong quá trình mà sản xuất thì bất kỳ thương hiệu nào cũng sẽ xảy ra lỗi, nhưng mà Talaha sẽ cam kết mọi chế độ bảo hành tốt nhất. Tất cả mọi khách hàng khi mà mang giày đến Talaha bất cứ lý do gì thì công ty đều một đổi một cho quý vị.